Cô rất vui khi được gặp các em trong tiết học ngày hôm nay. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học phần môn tập viết bài ôn chữ hoa dê D. Trong buổi học này, chúng ta cần đạt được những mục tiêu sau: củng cố viết chữ hoa dê D, viết trình bày cẩn thận từ ứng dụng và câu ứng dụng có trong bài. Trong buổi học hôm nay sẽ gồm có hai hoạt động chính. Hoạt động 1, luyện viết chữ hoa. Hoạt động 2, luyện viết từ và câu ứng dụng. Cô mời tất cả các em, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hoạt động thứ nhất, luyện viết chữ hoa. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhận xét cấu tạo của chữ hoa dê. Bạn nào có thể cho cô biết chữ hoa dê cao bao nhiêu ô ly và rộng bao nhiêu ô ly nào? Chữ hoa dê cao 2 ô ly rưỡi và rộng 2 ô ly. Vậy cô đố các bạn biết chữ dê hoa có cấu tạo gồm bao nhiêu nét và đó là những nét nào? Chữ dê hoa có cấu tạo bởi 4 nét. Nét thứ nhất, nét móc ngược trái. Nét thứ hai, nét thắt. Nét thứ ba, nét cong phải. Nét thứ tư, nét cong trái. Bây giờ các em hãy quan sát lên trên màn hình và thử xem chữ hoa dê được viết như thế nào nhé. Chúng ta đặt bút giữa đường kẻ ngang 3 và 4. Ta viết nét móc ngược trái, liền nét viết nét thắt độ rộng 1 ô ly, liền nét viết nét cong phải từ dưới vòng lên điểm đặt bút, liền nét viết nét cong trái kết thúc tại đường kẻ ngang 3. Vậy là chúng ta đã vừa quan sát xong cách viết chữ dê hoa. Bây giờ các em hãy quan sát lên trên màn hình và so sánh cho cô chữ dê hoa và chữ đê hoa có điểm gì giống và khác nhau nào? À, chúng ta rất dễ dàng nhận ra rằng hai chữ hoa này đều có chung đó là con chữ dê hoa. Riêng ở con chữ đê hoa, chúng ta có thêm một nét ngang ở đường kẻ ngang số 2. Bây giờ các em, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua phần luyện viết. Để viết được con chữ đê hoa, thì đầu tiên các em cũng sẽ phải viết con chữ dê hoa. Kế tiếp, các em li bút viết thêm nét ngang ở đường kẻ ngang 2. Vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về cấu tạo cũng như cách viết con chữ dê và con chữ đê. Tiếp theo, các em sẽ cùng luyện viết nhé. Trước khi luyện viết, cô lưu ý về tư thế ngồi viết. Chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng, thân người không tì vào bàn, chân đặt thoải mái tiếp xúc với mặt sàn. Khoảng cách giữa mắt và quyển vở của chúng ta là từ 25 cho tới 30cm. Đầu tiên, cô và các em, chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết con chữ dê hoa. Các em sẽ luyện viết con chữ dê hoa vào bảng con. Bạn nào không có bảng con, chúng ta có thể viết vào vở ô ly nhé. Sau khi các em đã viết chữ dê hoa, các em hãy quan sát chữ mẫu, xem coi chúng ta có viết đúng độ cao và độ rộng chưa nào. Bây giờ các em hãy dừng clip bài giảng và chúng ta sẽ viết vào vở những dòng con chữ dê hoa nhé. À, các em đã viết xong rồi đúng không nào? Cô tin chắc rằng các em rất cẩn thận và nắm nót với từng con chữ của mình. Kế tiếp, chúng ta sẽ qua luyện viết chữ đê hoa. Các em hãy viết vào bảng con nào. Chữ đê hoa của các em có giống với lại chữ đê mẫu trên màn hình hay không nào? Tiếp tục, các em cũng sẽ dừng đoạn clip lại và chúng ta sẽ luyện viết vào trong vở của mình nhé. À, cô thấy các em quay lại bài giảng rất nhanh. Vậy là cô và các em đã vừa luyện viết xong
các dòng chữ D hoa và chữ D hoa. Cô mời tất cả các em, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua hoạt động thứ hai, luyện viết từ câu ứng dụng. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu cho các em từ ứng dụng ngày hôm nay, đó là tên riêng Kim Đồng. Các em có biết Kim Đồng là ai không nào? Kim Đồng là một vị anh hùng nhỏ tuổi. Anh là một trong năm người đội viên đầu tiên của tổ chức đội. Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền. Anh là người đội trưởng đầu tiên của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ, anh làm nhiệm vụ giao liên, trao đổi liên lạc. Để thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi phải thông minh, nhanh nhẹn và dũng cảm. Để hiểu rõ hơn về tấm gương anh hùng này, thì cô và các em sẽ học qua một bài tập đọc, đó là Người liên lạc nhỏ ở tuần 14 nhé. Các em thân mến, là sao Nhi Đồng, các em sẽ cố gắng chăm chỉ học để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình, để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của bác Hồ. Các em có làm được không nào? Cô tin chắc rằng các em sẽ thực hiện được điều đó. Bây giờ các em sẽ quay lại bài tập viết của chúng ta ngày hôm nay nhé. Trong chữ ghi Kim Đồng thì chúng ta đã được ôn lại chữ ghi hoa nào? À đúng rồi, đó chính là chữ D hoa. Vậy thì còn chữ K hoa viết như thế nào? Các em hãy quan sát lên trên màn hình và xem cô hướng dẫn lại viết chữ K hoa nhé. Để viết chữ K hoa, các em đặt bút ở đường kẻ 3, viết nét cong trái, hơi lượn, điểm kết thúc nằm giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4. Liền nét, viết nét lượn sang trái, rồi uốn vào trong. Điểm kết thúc giữa đường kẻ 1 và 2. Li bút ở đường kẻ 3, viết nét móc phải. Đến khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong, viết nét thắt. Liền nét, viết tiếp nét móc ngược phải, kết thúc giữa đường kẻ 1 và 2. Bây giờ các em hãy quan sát lên trên màn hình và xem cô hướng dẫn cách viết chữ Kim Đồng nhé. Đầu tiên, các em sẽ viết chữ hoa ca. Liền nét, viết chữ ghi vần im. Li bút, viết chữ dê hoa. Li bút, viết chữ ghi vần ông. Li bút, viết nét ngang, tạo thành chữ đê hoa. Li bút, viết dấu mũ và đặt dấu thanh. Khoảng cách giữa hai chữ ghi tiếng là một con chữ O. Khi viết, các em cần lưu ý độ cao cũng như là độ rộng của từng con chữ và lưu ý khoảng cách giữa các chữ nhé. Kế tiếp, các em sẽ cùng nhau tìm hiểu ba câu ứng dụng. Dao có mài mới sắc, người có học mới khôn. Bạn nào cho cô biết câu này ý nói gì nào? À, câu ca dao nhắc nhở chúng ta siêng năng, chăm chỉ học tập, có hiểu biết mới khôn ngoan và trưởng thành. Các em hãy quan sát câu ứng dụng và cho cô biết trong câu này có chữ ghi hoa nào mà mình vừa học? À, đúng rồi, có chữ dê hoa trong tiếng dao. Và các em lưu ý, khi chúng ta viết câu ứng dụng thì đầu câu các em sẽ phải viết hoa và cuối câu các em sẽ phải ghi dấu chấm nhé. Vậy là cô và các em đã vừa tìm hiểu xong về từ ứng dụng và câu ứng dụng. Các em sẽ dừng clip và chúng ta sẽ hoàn thành bài viết của mình vào trong vở nhé. Cô mong các em sẽ cố gắng rèn chữ, vì rèn chữ sẽ giúp các em rèn sự kiên nhẫn và tính cẩn thận hơn trong cuộc sống. Các em về nhà, chúng ta sẽ hoàn thành bài viết. Sau đó, mình sẽ chụp lại bài viết của mình cho giáo viên chủ nhiệm nhé. Và các em sẽ chuẩn bị tiết cho cô tiết tập viết ở tuần 7. Vậy là tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong buổi học lần sau. Cô chúc các em có những giờ học thật là vui và đạt được hiệu quả nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các em.